Hôm nay hội từ thiện năm chúng tôi tiếp tục phát quà cho bà con nghèo, bệnh tật ở phường Lê Hiếu. Đây là những hoàn cảnh khó khăn, bán vé số và phụ hồ, nhưng là công việc bị điều ngưng lại hết. Là hiện giờ không có gạo, cũng không có tất cả đều ngưng hết. Thì hôm nay tình cờ gặp được Long nữa. À, đây là một người bệnh hôm rồi mấy tháng trước từ thiện A7 có giúp. Cái vết mổ lành chưa? Dạ, dạ lành rồi. Đây là vết mổ. Dạ. À, đây là Long ở dạ. Phường Lê Hiếu. Cách đây 3 tháng từ thiện A7 có hỗ trợ cho Long. À, Long có gửi lời gì cảm ơn nhà hảo tâm Minh Mỹ? Dạ con thật cảm ơn thành phố A7 đó tài trợ con được mẫu lành bệnh. Rồi. Đây là 5 hộ. À, mời anh em phát quà cho các gia đình đi. Đây là chương trình này của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ cho hoàn cảnh nghèo khó khăn. Mỗi một người phần mì, phần gạo. À, xin chào chú tên gì vậy? Nguyễn Văn Thuận. À, chú bao nhiêu tuổi rồi? 66 rồi. Dạ. Sau khi chú nhận được phần quà vậy chú có cảm xúc gì, xin mời chú. Thì tôi có cảm ơn. Dạ. Chú này cũng có thật ha. Một chân này. À, từ thiện A7 cũng thay mặt người nghèo ở phường Lê Hiếu cũng xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng đã hỗ trợ chương trình này. Chúc cho các nhà hảo tâm sức khỏe luôn dồi dào. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình này.